Bài diễn văn mà ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang đó thì phải gọi nó gọi là bài thông điệp liên bang, không Hay phải hay bất ngờ tổng nhà đi thống ngay Trump, thông điệp liên bang. thông thông điệp liên bang address Dạ. của Cái cái tổng ấy thống nước Mỹ bao dạ giờ vâng. vậy. Đấy đấy. Thế thì cái thì trong cái thông điệp liên bang đó thì tất nhiên là ông ấy minh định hay là để chính danh hóa một cái sự kiện lớn là sự kiện APEC. Dạo trước người ta cứ nói rằng thì là cái APEC nó mang lại cái vinh dự vì rằng có 21 nguyên thủ quốc gia tới đó. Thế thì có thể nghĩ ngược lại rằng thì là họ đến đó họ đến đó là vì rằng họ chào mừng cái dân tộc này nó đi vào cái dòng chính của thế giới, nó vươn vào, nó đi vào cái mainstream của thế giới. Mà nó đi vào và trong đó nó thì phải kể đấy cái mà ông Donald Trump ông ấy nói ở đây, ngay đây là cái trung tâm của Ấn Độ Thái Bình Dương, đây là một cái bàn cờ mới của thế giới, Ấn Độ Thái Bình Dương. Bạn đương ở cái trung tâm này, các bạn đương ở cái trung tâm này, cái sứ mạng đó. Cho nên cái bài của ông Chủ tịch nước hay là cái bài của ông Thủ tướng là cái giờ phút quan trọng đó thì phải minh định rõ cái vai trò của mình, cái vai trò của đất nước. Thưa anh, thế thì nhân đây anh nói cái chuyện nó một cái công ty lớn mở sòng bài đó. Rồi thì là mình cũng cứ nói rằng thì là năm 2020 thì sẽ thành một các ông công giáo đều vâng Hội mật ước thành đô vân vân đó. nghị Thế thì là thì cái này phải dùng một cái chữ nó gọi là show what không ạ, đô. nó gọi là thế thì cái mà mật ước đó, nó làm sao vào được dạy đó hả, tao dạy đó được không? Không ạ. Thế thì là trong cái bối cảnh của thế giới hiện tại và nước Việt Nam tình cờ nó nằm bên cạnh một thằng tàu, và thằng tàu bây giờ nó lại đương đi lên, Đang đi lên. nó đương muốn chiếm cái vai trò thay thế cả Mỹ, bây giờ nó thứ nhì rồi mà nó muốn chiếm vai trò đó, mà bây giờ lại tự dưng bắt cái thằng Việt Nam phải chống đối thằng tàu, đúng không ạ? Thì mình mới thấy rằng thì là cái đường lối mà có lẽ đường lối này là đường lối đúng nhất là trong cái thế giới hiện tại thì nhà nước Việt Nam sẽ ký và đã ký tất cả hợp đồng đối với tất cả các tổ hợp kinh tế lớn nhất trên thế giới. Mày tới đây, mày chia quyền lợi ở trên đất nước này và mày giữ nước giùm tao. Không ạ? Họ có phần cả. Và họ giữ nước giùm Việt Nam. Chứ bây giờ rồi, mấy cái tàu kilo rồi cái này cái kia đó rồi thì là cho mấy cái giang thuyền giang thiết huấn luyện cái này cái kia đó à, so với lại cái gì ăn thua gì. Mình nhìn thấy con đường tơ lụa của thằng tàu, mình nhìn thấy mấy cái đảo mà nó bồi lên bờ đá đấy chứ, bây giờ nó lại để cái lò nguyên tử nổi, đúng không Rồi nguyên ạ? tử nổi. Mày người kẻ mày thích cái ấy à, nó chơi lại còn dữ hơn cả cái chú ủn nữa, Dạ, đúng không ạ? đúng rồi. Thành ra trong cái thế của thế giới hiện tại đó thì bây giờ nó phải là thực tế lắm, thực tế tới mức độ tàn nhẫn, chứ còn không thể mà bo bo cái biên giới mấy bên kia mà giữ cái gì nó lạc hậu hết cả rồi. Thưa thì tôi có cái suy nghĩ đó. Yeah, tôi vâng. Và trong cái thông điệp đầu năm đó thì là tôi có nhớ là tôi nghe được là cái Việt Nam trong cái năm vừa rồi đã tránh được cái bớt được cái siêu nhập. Và đồng thời cái dự trữ ngoại tệ đó là lên tới trên 50 tỷ 52 tỷ 7 đô la. 52 tỷ 7 đô 52 la tỷ 7 đô la.
chứ không phải là tiền về tỷ Việt Nam đâu. Vâng, thành ra cái đó là một cái điều đáng mừng. Dạ. Chưa bao giờ Việt Nam mà có được một con số này như vậy hết. Cái lần cao nhất là 40 tỷ. Đấy. Bây giờ lên tới 52 tỷ 7. Đường lối của họ nó đáp ứng đối với thế giới, cho nên họ mới đổ, họ mới thế giới nó mới đổ xô vào. Và cái suy nghĩ của tôi là các công ty quốc tế nó sẽ còn đổ xô vào, còn nữa, vâng, còn. Và nó giữ nước dù mình khỏi phải khỏi phải mấy cái tàu kilo rồi cái huấn luyện cái này cái kia đó. Và lúc bấy giờ thì người tàu chỉ còn có cái cách là thảo luận với Việt Nam và mình mới thấy rằng thì là mấy người mà cứ nói rằng thì là ông Donald Trump nước Mỹ trước đã, ông ấy không bế quan tỏa cảng, ông chỉ nghĩ nước Mỹ, ông ấy bỏ rơi đâu, ông chả bỏ rơi gì cả, tức là đáp ứng tình hình hiện tại. Ông Donald Trump thấy rằng không thể giải quân ra khắp thế giới được, không, tất cả cái chế độ của Mỹ đã giải quân ra khắp thế giới rồi, cũng đã nhầm lẫn rồi, mà bây giờ là tâm thấy rằng không thể giải quân ra. Thành ra cái câu chuyện mà Donald Trump có để mấy cái chiến hạm mà nó chạy vào 12 hải lý với gì đó, thưa, cái chuyện đó là chuyện bỏ, nó không phải là nó khiêu khích gì cả. Người Mỹ nó làm hộp với thằng Trung Quốc, Donald Trump làm hộp với Tập Cận Bình, đây này, tao làm thế này này, mày làm thế này này, cứ phản đối đi vậy chứ. Để rồi thì là tao với mày chia cột đèn ở Biển Đông. Có thế thôi, nhìn tình hình thế giới thôi, tức là nó chia cột đèn ở Biển Đông. Và tôi đã nhớ tới cái chuyện mà Obama gặp Tập Cận Bình, khi mà Tập Cận Bình chưa có lên thống soái nước tàu, thì hai người nó họp nhau ở Palm Springs đó, với cái nghĩa là ở một cái bãi biển thể thao, một cái bãi biển mà nghĩa là không hề có một cái nghi thức ngoại giao nào. Thì hai người nó nói với nhau rằng thì là người tàu đó, Tập Cận Bình, nó nói Obama, nó bảo thưa Biển Đông rộng lắm, đủ chỗ cho hai chúng ta. Tức là hai thằng nó bảo là chúng ta chia cột đèn, đúng không ạ? Biển Đông rộng lắm để chỗ cho hai chúng ta. Tức là thằng tàu nó biết rằng người Mỹ anh mạnh thật, nhưng mà cho tôi đồng hội đồng thuyền với anh, tôi đưa 400 tỷ đô la để mà tôi được ngồi bên cạnh người Mỹ. Vâng thì bác là cái bác nhận xét nha, cái rất là cái gọi là đúng. Nhưng mà tôi thì tôi có nói đùa như này, bữa nọ cái 31 tháng 12 nói chuyện với anh Võ Tấn Đông, tôi nói rằng cái hội nghị Thành Đô đó nó sẽ có một cái kết quả ngược. Thay vì Việt Nam trở thành một cái là cái bang của tàu, thì ngược lại đó thì người Trung Quốc đã ý thức rằng trả lại cái Hoàng Sa và những cái đảo của Trường Sa đó cho Việt Nam nó có lợi hơn là mình giữ nó, để suốt ngày mình cứ phải kèn cửa. Tại vì cuộc chiến trong tương lai là một cuộc chiến về kinh tế, mà anh tàu anh không cần ở chỗ đó, cái đó nó chỉ là một cái anh nghĩ rằng có, nhưng nó là một cái gọi là bên cái chiến thuật đấy, để mà áp lực Việt Nam. Nhưng mà anh nghĩ rằng thôi không được, mình rút. Còn cái vấn đề mà anh Mỹ mà anh bảo anh mang cái chiếc hàng không mẫu hạm đi vào 12 hải lý, thật sự rằng á, nó chỉ là những cái trò đùa. Như bác Cường nói cái chuyện ở bên trong á, hai ông người ta nói chuyện nó quan trọng hơn là cái vấn đề 12 hải lý. Và khi mà tại sao ông Donald Trump tới Việt Nam á, thì lại hai cái hàng không mẫu hạm, một cái đậu ở bãi biển Nhật và một cái đậu ở bãi biển Nam Hàn. Thật sự rằng cái tính của anh Mỹ, anh chỉ thích là cái phô trương. Anh đi đâu anh cũng muốn phô trương, ý, tao là Mỹ này, ngon lành lắm. Anh mang tới 30 chiếc xe Hummer, mà toàn là trang bị rất là hùng hậu, tất cả cái hệ thống vô tuyến này rất là tốt. Đấy. Nhưng mà rồi lúc mà ở cái APEC có ai nhìn thấy cái Hummer của ông Trump đó, không có một chiếc nào hết. Và đã được chia đồng đều ra
tôi nghe nói mà không có được một cái tài liệu cho ba nước Nam Hàn 10 chiếc, Việt Nam 10 chiếc và Philippines 10 chiếc. Đấy. Thế tôi có nói chuyện với anh em an ninh bảo đâu có đâu bác, tụi em phải mua đấy. À, tức là cái câu đó có nghĩa là gì? Là có. Thế nhưng mà ok, tôi đồng ý là mua trên giấy tờ là mua đấy, nhưng mà cái tiền thì như thế nào? Không phải là tình cho không biết không. Ồ, tình cho không biết không, anh Mỹ anh thích lắm, bây giờ anh Mỹ anh rất là yêu Việt Nam, bởi ông Donald Trump nói rằng chính tại nơi đây. Vâng. Đây. Và đầu năm thì tôi đi ra ngoài buôn xa thì tôi nghe mấy anh nói như là người thường thôi, tôi không biết là anh đó ở đâu, nghe tin ở đâu mà đây. À, bây giờ là phi công Việt Nam đã gửi sang Mỹ huấn luyện. Đấy. Không biết tin thật coi như là có đấy, thì tôi nói rồi là các ông bên Việt Nam đã lâu nay đã đi xem, đi qua Mỹ xem mua máy bay của Mỹ, ép gì coi quay nên cái nào, nên mua cái nào, không nên cái nào trước cái nào sau đó, cái chuyện bình thường, cái người dân ở ngoài người ta cũng đã bàn đến những cái chuyện đó. Dạ vâng, thì đó thì ông Trump nó nói rồi, cũng tại nơi đây tức là Đà Nẵng, quân đội thủy quân lục chiến Mỹ đã đi vào đơn vị đầu tiên của Mỹ mở đầu cái cuộc chiến tranh đấy. Đấy. Và thiệt hại rất là nặng nề cho cả đôi bên. Ông không nói là Mỹ mới lại cả cộng sản, mà nói chung cả Việt Nam Cộng Hòa và cả mặt trận Giải Phóng, tất cả coi như là hai phía đều bị tổn thất nặng nề. Bắt đầu và đấy. Trong 9 năm dạ. Xa lầy và ngày hôm nay chúng ta không còn là kẻ thù, chúng ta là bạn. Đấy. Và thưa thế này là lâu nay mình nói tất cả những con đường đều dẫn đến La Mã, thì bây giờ bác Peter nói là tất cả con đường đều dẫn tới Việt Nam. Không, hội nghị hội của Việt Kiều trên toàn thế giới về Thành ủy Hồ Chí Minh năm 2012. Tôi là người đọc cái bài tham luận. Tôi nói rằng ngày hôm nay chúng ta ở trong phòng này không biết nhau, hoặc là có biết qua một cái giới hạn, cái quan hệ nào đó, nhưng tất cả con đường trên thế giới đều dẫn tới thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mở đầu cái bài diễn văn nghệ thuật. À, đấy, bắt tay La Mã đấy. Nó là thì La Mã. Yeah. Peter gửi tới nói mọi con đường đều dẫn đến Hà Nội. Okay, tôi